Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Đừng tiếp tay cho Minh Béo trở về và được tung hô trong tư thế một ngôi sao. Chúng ta kêu gọi yêu thương Minh Béo và cho Nam Danh Hài một cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng lại bỏ qua mất việc kêu gọi anh hãy biết sám hối và đối diện với tội lỗi của mình gây ra. Ngày hôm nay, Minh Béo đã về nước sau 9 tháng ngồi tù tại Mỹ vì tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Anh nay gầy rộc quá, mặt cũng già đi mấy phần, rõ ràng anh đã trải qua quãng thời gian không được êm thấm. Nhưng có một điều không thay đổi ở nam nghệ sĩ hài này, đó là sự lạc quan và tư thế của một nghệ sĩ nổi tiếng. Việc đầu tiên mà Minh Béo làm chính là cập nhật Facebook cá nhân, thông báo rằng mình rất khỏe và sẽ liên lạc với cả nhà. Khi anh thật sự thư thả, anh vẫn ngôi sao và vẫy chào khán giả từ sân khấu ảo Facebook, vẫn thân thiện, vẫn đáng yêu và lạc quan như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh mang về Việt Nam một hình ảnh Minh Béo mới, một Minh Béo bớt béo hơn. Nhưng quên mất anh đã từng mang về cho khán giả Việt Nam bao nhiêu tin tức, bài báo về tội danh lạm dụng trẻ em. Chắc tại quên mất điều đó nên anh mới cười nhiều như thế. Cũng chắc vì quên nên anh mới trở về nước như ngôi sao vừa đi lưu diễn về. Đáng lẽ, thứ Minh Béo nên cập nhật đầu tiên trên mạng xã hội phải là lời xin lỗi. Hãy xin lỗi nạn nhân của anh, đứa trẻ đã vì anh mà quá trình trưởng thành sẽ gặp nhiều biến cố. Hãy xin lỗi vì do anh mà hình ảnh người Việt đã bị ảnh hưởng, xấu đi ít nhiều. Cuối cùng, hãy xin lỗi khán giả của anh, những người hâm mộ anh, bởi anh đã không phải là một ngôi sao đẹp, không có lối sống đẹp. Nhưng Minh Béo cư xử kỳ cục, vì đâu? Vì tính tình hài hước vốn có, hay còn vì chính sự tung hô hiếu kỳ và tâm lý dễ dãi của không ít khán giả đã tiếp tay đắc cử cho sự trở về như một minh tinh của anh. Chúng ta kêu gọi yêu thương Minh Béo và cho Nam Danh Hài một cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng lại bỏ qua mất việc kêu gọi anh hãy biết sám hối và đối diện với tội lỗi mình gây ra. Chúng ta cũng quên mất một lý lẽ rất hiển nhiên, chỉ khi nào bạn thật sự hối hận, thật sự biết mình đã làm sai, khi ấy bạn mới có quyền được chào đón và hòa nhập. Tình thương không phải thứ để phân phát bừa bãi, hãy để nó luôn là phần thưởng cho những hành động đẹp. Lúc ấy nó mới thật sự có giá trị và nhân văn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Bộ Công an chính thức lên tiếng vụ Minh Béo. Trao đổi với phóng viên về nghệ sĩ Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, được mãn hạn tù ở Mỹ và trở về Việt Nam, có bị xử lý hoặc hạn chế một số quyền công dân tại Việt Nam hay không? Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp, Bộ Công an cho biết, Minh Béo vi phạm trên đất Mỹ và đã chấp hành án theo luật pháp Mỹ. Khi trở về Việt Nam, sẽ thành một công dân bình thường. Thiếu tướng Quân nói, theo đó, Minh Béo chẳng có một vết tích gì trong hồ sơ lý lịch ở Việt Nam về việc từng phạm pháp hình sự bên Mỹ. Ngoài ra, không bị hạn chế quyền công dân nào. Nói tóm lại, lý lịch bình thường, nguyên nhân là giữa Việt Nam và Mỹ chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp. Giả định trường hợp đã ký hiệp định lại là một câu chuyện khác. Ông cho biết thêm, luật Mỹ chỉ cần có ý định phạm pháp hình sự đã bị truy cứu trách nhiệm, còn ở Việt Nam không áp dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, xử lý rất nặng một số trường hợp như phạm tội mà chưa đạt, chưa hoàn thành. Thiếu tướng Quân thông tin, ở Mỹ, Minh Béo phạm tội ô dâm, ấu dâm, nhưng ở Việt Nam gọi là hành vi hiếp dâm. Nếu giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, có thể tử hình. Minh Béo và những scandal tình dục để đời. Cuối tháng 3, 2016, thông tin nghệ sĩ hài Minh Béo bị bắt tại Mỹ do quấy rối tình dục trẻ em nam gây rúng động showbiz và dư luận. Qua nhiều phiên xét xử, Minh Béo bị tuyên án 18 tháng tù giam với tội danh ấu dâm. Bản án được tuyên bố vào ngày 16 tháng 12 vừa qua. Theo thông cáo báo chí của văn phòng biện lý quận Cam, Minh Béo bị liệt vào danh sách trọn đời dành cho những tội phạm tấn công tình dục của Mỹ. Là một danh hài được yêu mến trên sân khấu khu vực miền Nam, nhưng trước khi bị bắt, Minh Béo cũng từng vướng nhiều scandal quấy rối tình dục. Anh liên tục bị nhiều đàn em tố gạ tình. Chuyện Minh Béo gạ tình, sàm sỡ đàn em từng được nhiều người trong giới truyền tai nhau đã lâu. Thậm chí không ít ca sĩ, diễn viên đã đăng đàn tố đàn anh có thái độ không đúng mực. Năm 2014, Minh Béo từng bị nam ca sĩ, kiêm diễn viên trẻ Nhật Hí tố sàm sỡ quá đáng. Nhật Hí đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang Facebook, kể về việc mình tìm đến công ty nghệ thuật của Minh Béo để xin gia nhập làng giải trí, nhưng lại bị nghệ sĩ hài này sàm sỡ, đòi hỏi về chuyện tình dục. Không chịu nổi thái độ của đàn anh, Nhật Hí đã bỏ về. Tuy nhiên, Minh Béo nhanh chóng phủ nhận lời cáo buộc của Nhật Hí. Minh Béo cho biết, anh cũng đã từng vướng vào một vụ tố cáo tương tự, nhưng anh không quan tâm, vì nếu lên tiếng sẽ vô tình bia tên tuổi cho những người này. Không lâu sau đó, Minh Béo tiếp tục bị tố sàm sỡ gạ tình trai trẻ. Người tố cáo là Tuấn Chinh, một sinh viên năm cuối ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuấn Chinh được nhiều bạn trẻ biết đến khi là biên kịch phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Ghét gió, Tại gió làm mắt cay. Tuấn Chinh từng chia sẻ, tôi nghe khá nhiều về chuyện này từ các bạn bè làm nghệ thuật, cũng được anh ấy cho một lần vinh dự đến công ty của mình. Đó chỉ là một căn nhà trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Chiêu trò thì cũng giống tương tự bạn Nhật Hí kể vậy, cứ thế mọi người đều phản ứng và đi về trong âm thầm. Do họ biết mình mới vô nghệ thuật nên sợ anh ấy lắm. Nam ca sĩ Hoàng Tôn cũng lên tiếng cho hai người em của mình từng bị Minh Béo lạm dụng. Tôi có tới hai người em trong nghề từng bị Minh Béo rủ rê đi cà phê với lời ngỏ sẽ giới thiệu show diễn. Nhưng khi đến nơi, Minh Béo cũng có những hành động quá đáng và những lời lẽ gạ tình gần giống như nam ca sĩ kia đã chia sẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời tôi nghe kể lại thông qua hai người em. Sự thật như thế nào thì chỉ có Minh Béo và những người trong cuộc biết rõ nhất. Một đạo diễn kim biên kịch trẻ có tên UV lên tiếng thông cảm vì đã quá rành về tật này của Minh Béo. Cũng đã từng được ấy gọi điện đến cung này một lần với lý do tham gia nhóm hài của ấy. Vô phòng xong thì ấy khóa chốt rồi kéo lại gần xoa xoa. Rờ hỏi y chang NH vậy. Cũng hên, mình la lên rồi mở cửa chạy về. Hot boy Trang Khang Sang cũng cho biết từng nhiều lần bị Minh Béo gửi tin nhắn quấy rối. Trong đoạn tin nhắn cuối cùng, hot boy đình đám này gửi đến đàn anh còn tiết lộ sự bức xúc khi bị giở trò. Liên Kiến Quang, một nạn nhân chịu ảnh hưởng khá nhiều về tâm lý và dư luận vào thời điểm đứng ra tố hành vi xấu xa của Minh Béo. Anh tâm sự, anh vẫn còn cảm thấy rùng mình mỗi lúc nhớ về chuyện cũ. Từ lúc xảy ra chuyện với Minh Béo, Kiến Quang bắt đầu theo đạo và tin tưởng luật nhân quả hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ cho biết, bản thân anh khá buồn khi nghe tin Minh Béo bị bắt, dù có cảm thấy tội nghiệp cách mấy. Nhưng anh chàng cho đây là kết quả mà Minh Béo phải nhận để không còn gại gẫm và sàm sỡ bất kỳ ai. Trước mọi lời tố, Minh Béo khi thì im lặng, khi lại lên tiếng phủ nhận. Anh còn khẳng định có kẻ dựng chuyện chơi xấu và sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Minh Béo về Việt Nam, không thể dung túng kẻ bệnh hoạn ô nhục. Đã đến lúc người hâm mộ phải dựng nên những bức tường thành để tẩy chay mạnh mẽ. Không thể dung túng cho sự nhục nhã mà kẻ bệnh hoạn Minh Béo đã gây ra. Nỗi nhục. Tháng 3 năm 2016, showbiz Việt rúng động khi thông tin Minh Béo bị bắt tại Mỹ lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Điều nhục nhã nhất là hắn bị bắt vì những tội danh kinh tởm, quan hệ đường miệng với trẻ em, âm mưu hành vi ô dâm với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Dư luận bàng hoàng, những người yêu mến các vai diễn của danh hài không khỏi sốc. Nhưng những người trong nghề nói họ không ngạc nhiên. Vì sao? Vì trước khi bị bắt ở Mỹ, Minh Béo từng nhiều lần bị tố cáo có hành vi sàm sỡ bạn diễn và trẻ em. Ngay tại Việt Nam, nhiều nạn nhân đã đưa ra bằng chứng là những đoạn hội thoại gạ gẫm tình dục của danh hài. Nghĩa là không phải hành động bộc phát, không phải sự ham muốn trỗi dậy nhất thời, mà nó là một phần tính cách, một kiểu ngựa quen đường cũ đầy bệnh hoạn. Minh Béo đứng trước sự chỉ trích phẫn nộ lớn chưa từng có, những người mong muốn pháp luật Mỹ với sự nghiêm khắc nhất có thể sẽ trừng trị hắn thích đáng, để lại cho nam diễn viên bài học đắt giá. Những người có lương tâm không khỏi xấu hổ thay khi kẻ này trở thành nỗi nhục, vết nhơ khó gột sạch của showbiz Việt. Nam diễn viên không mang tinh túy gì của sân khấu kịch Việt Nam sang Mỹ mà lại mang thói quen ấu dâm, hành động của kẻ tội đồ bị lên án ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Tẩy chay, chỉ sau 4 tháng tạm giam, 6 lần xuất hiện tại tòa, với hai tội danh chính thức là quan hệ tình dục đường miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, Toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, Minh Béo bị tuyên án 18 tháng tù. Với cách tính thời gian ở tù của Mỹ, hắn được về trước thời hạn, chỉ tròn 8 tháng từ khi bị bắt. Sáng 21 tháng 12, Minh Béo về tới Việt Nam. Việc làm đầu tiên của kẻ từng bị bắt và đi tù Mỹ vì tội ấu dâm là rùng beng thông báo việc đã trở về, với dòng trạng thái thể hiện tâm trạng vui vẻ và mạnh khỏe. Gã khoe hình ảnh bên xe sang, bên người thân, rạng rỡ như một ngôi sao trở về từ chuyến lưu diễn nào đó. Dư luận thêm một lần sốc, rất nhiều lời bình luận thất vọng, bức xúc để lại sau những bức ảnh vui vẻ ngày trở về của Minh Béo. Không một lời xin lỗi, không một sự hối cải chân thành, càng không thấy sự tự cảm thấy nhục nhã của kẻ từng có những hành động bệnh hoạn, đê tiện với trẻ vị thành niên. Nói một cách chính xác thì người ta không thấy sự tự trọng, không thấy một chút liêm sỉ còn sót lại của con người này. Minh Béo còn khoe đã viết thêm vài vở kịch trong thời gian ở tù. Nghĩa là vài ngày tới đây, dư luận sẽ đổ xô quan tâm xem kịch Minh Béo viết về cái gì, nội dung ra sao, cuộc sống của nam diễn viên như thế nào. Bằng sự khoe khoang ấy, hắn mặc nhiên cho rằng những hành vi bệnh hoạn, đê tiện bẩn thỉu của mình là điều bình thường, không đáng phải xấu hổ. Nói cách khác,
Đó là cách dọn đường cho sự trở lại, có khi còn nổi tiếng hơn của nam diễn viên từng bị cảnh sát Mỹ bắt đi tù về tội ấu dâm. Có phải người hâm mộ Việt quá dễ dãi với những chiêu trò, ồn ào, sai lầm của ngôi sao và đẩy họ vào suy nghĩ càng scandal càng nổi tiếng? Thậm chí đến giờ, ấu dâm, một tội tưởng chừng rất kinh khủng mà ở những nước phát triển, người phạm tội này bị công khai danh tính và chịu sự quản lý nghiêm ngặt của chính quyền, thì về Việt Nam cũng thành một thứ đòn bẩy để trở lại showbiz. Khi nhìn sang ngay bên cạnh, những nước có nền công nghiệp giải trí phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, với họ, nghệ thuật là bộ mặt của cả một đất nước, nên nếu người nghệ sĩ trót có những hành động vấy bẩn lên bộ mặt ấy, thì mặc nhiên dư luận sẽ quay lưng, tạo nên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Không có nơi nào dung thứ một kẻ biết nên những vết nhơ. Sự nghiêm khắc đó là lý do để hình ảnh của một đất nước họ đến gần hơn với thế giới thông qua các loại hình nghệ thuật và giải trí. Đã đến lúc chúng ta cần một cái nhìn khắt khe hơn cho showbiz Việt, để có những nghệ sĩ chân chính không phải loay hoay chật vật mãi câu hỏi sao làm nghề nghiêm túc không nổi tiếng bằng 5-3 thể loại khoe khoang mông ngực, khoe xe, khoe nhà, khoe tranh vợ cướp chồng, giờ còn cả vụ tố ngủ với fan, yêu siêu đại gia, ấu dâm vân vân. Nói như nhà văn người La Mã Fulilius Syrus, thì người dung thứ cho cái ác làm tổn thương cái thiện. Những người hâm mộ tỉnh táo hãy dựng nên những bức tường thành tẩy chay mạnh mẽ, để cái ác không còn đất sống, cho cái thiện nảy mầm, sinh sôi. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.